ngày mùng 4 tháng 10 năm 2013, muôn triệu trái tim của người Việt Nam như ngừng đập khi nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Khắp nơi nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, cán bộ chiến sĩ, mọi tầng lớp nhân dân, ai ai cũng có một phút lắng lòng để nghĩ về người, tưởng nhớ đến anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam qua hai cuộc trường chinh kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi không được tôi bắt. Tôi cảm thấy đây là một sự mất mát đối với quân đội, đối với đảng rất to lớn khi đại tướng ra đi. Ở đây cũng chúng tôi trực thắp hương và xúc động vô cùng. Chúng tôi cũng để giọt lệ rơi chào bác đi vĩnh viễn và chào và vĩnh biệt dân. Chúng tôi cũng để lệ rơi chào bác đi, mong bác yên giấc ngàn thu. Hàng triệu con tim của người dân Nghệ An cũng đã nói vậy. Muôn tình yêu thương dành cho đại tướng đã trùng lên khắp non sông, khắp các phố phường, thôn xóm, công sở trên địa bàn toàn tỉnh. Lá cờ rủ mang băng tang đen thay lời tiễn biệt vị đại tướng anh hùng, một trong những nhà quân sự lỗi lạc của toàn thế giới. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, nhưng sao sự ra đi của người đã khiến ai ai cũng không cầm được nước mắt. Từ những bậc cao niên từng gặp đại tướng đến những trẻ thơ chỉ biết ông qua sách vở, ai cũng muốn được nói lời chào tiễn biệt. Và những lần được gặp đại tướng thì thấy là đối với đại tướng, đối với chiến sĩ rất là thân tình, rất là bình dị. Cho nên là ai mà gặp đại tướng một lần rồi thì không thể nào quên được. Chúng em rất kính phục và tự hào về bác. Để tỏ lòng biết ơn đối với bác thì chúng em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến, quyết thắng. Đại tướng có công lao to lớn, góp phần vào việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Con người và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tấm gương tiêu biểu về một nhân cách giản dị, nghĩa tình, mộc mạc, thủy chung. Trong số những sĩ quan quân đội từng làm việc và cống hiến tại Nghệ An, Trung tướng Đoàn Sinh Hường, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, là một trong những người từng có nhiều kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bản thân ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vĩnh biệt chúng ta. Lúc tôi còn nằm lính thì đại tướng đến thăm đơn vị của tôi ở sư đoàn 38. Trong một lần chúng tôi diễn tập xong thì đại tướng đến đi cùng các cơ quan, và tôi đứng ở hàng đầu vì là cái đội mẫu cho sư đoàn để diễn tập, và như vậy là được đại tướng bắt tay. Và đại tướng hỏi tôi là có mệt không, có vất vả không, đêm bó về là không ngủ được. Đấy. Nhớ cái bắt tay, nhớ cái ánh mắt, nhớ cái tác phong của đại tướng, và tôi mới suy nghĩ rằng là nó gần gũi, gần gũi và nó thân mật, và nó có cái gì đó toát lên làm cho mình có một sức chiến đấu nó mạnh hơn.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị đại tướng của nhân dân. Lịch sử đã chứng minh điều này suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Mà ông luôn là người chỉ huy với tài thao lược, giành nhiều thắng lợi lớn. Những người từng gắn bó với đại tướng, vào sinh ra từ nơi chiến trường, giờ đây cũng chẳng còn nhiều. Nhưng sẽ không ai có thể quên được ánh mắt cương nghị, rạng rỡ niềm tin, nụ cười hồn hậu và cả những tiếng quân lệnh làm rung động địa cầu. Để đến hôm nay, khi đất nước đã trải qua gần 40 năm độc lập, tự do, không ai không biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã có công lớn, đánh thắng cả hai đế quốc to, Pháp và Mỹ. Bởi những đóng góp vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đất nước, Bộ Chính trị, Đảng và Nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa đã long trọng tổ chức quốc tang ngày ông vĩnh biệt đất nước. Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào cán bộ chiến sĩ, người dân quê Bác cúi đầu tưởng nhớ ông, dành cho Đại tướng một tình cảm trân trọng, thiêng liêng nhất. Khắp nơi nơi, các đơn vị quân đội đã lập bàn thờ và đón nhân dân vào dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Những nén tâm nhang cũng đã được thắp lên tại từng cụm dân cư trong toàn tỉnh. Tại những nơi mà nhân dân đã tổ chức lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách tự phát. Đủ thấy, ở trong lòng nhân dân, Đại tướng mãi là một huyền thoại sống. Khi nghe tin đại tướng mất, anh em nào cũng rất trăn trở. Và vì điều kiện không ra được Hà Nội để mà thăm viếng, thì chúng tôi lập bàn thờ tại huyện để anh em đến thắp hương và tưởng niệm. Để chia buồn cùng cả nước và với đại tướng, Thường trực Huyện hội Cựu chiến binh đã tổ chức lập bàn thờ thăm viếng. Hàng nghìn người lần lượt kéo nhau đến thăm viếng đại tướng. Phải nói rằng đại tướng là một những vị tướng giỏi không những của Việt Nam mà của cả thế giới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là địa điểm đón 367 đoàn, 24.000 người vào thắp hương tưởng nhớ đại tướng. Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những giọt nước mắt của đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã rơi. Chúng con khóc vì từ nay không còn cơ hội được gặp đại tướng. Chúng con khóc bởi những hy sinh vĩ đại mà người đã dành trọn cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân. Không chỉ đồng bào, chiến sĩ trên địa bàn thành phố Vinh, rất nhiều đoàn khách viếng từ các vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh đã về đây để dành những tình cảm cao quý nhất cho đại tướng. Trong hai ngày quốc tang, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, đoàn khách viếng đã sắp hàng cả ngày lẫn đêm, kéo dài hàng cây số để lần lượt đến trước di ảnh của đại tướng, kính cẩn dâng nén tâm nhang và dành một phút tưởng nhớ người. Những nghĩa cử mà nhân dân toàn tỉnh dành cho đại tướng càng chứng minh cho sức mạnh, tình đoàn kết quân dân trong thời đại cách mạng mới. Đó cũng chính là mạch nguồn tình cảm để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp bước truyền thống, biến đau thương thành hành động, tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân trong thời kỳ mới. Từ vì mất mát đau thương đó, thì chúng tôi đã phát động phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Luôn xứng đáng là niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt là thực hiện lời dạy của đại tướng, Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, kẻ thù nào cũng đánh thắng, và luôn luôn phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới. Mong muốn dành trọn tình cảm của mình đối với đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi nhà nước và gia đình đại tướng tổ chức an táng người tại quê nhà Quảng Bình,
rất nhiều đồng bào xứ Nghệ đã vượt chặng đường hơn 200 cây số để tiễn đưa người về cõi vĩnh hằng. Nghĩa cử này càng thể hiện được tình cảm cao đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn mà người dân quê Bác đã dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng người ngày qua ngày cứ tiếp nối để tiễn đưa ông, tái hiện lại hình ảnh thành lũy lớn vô biên chỉ còn trong quá khứ. Hình ảnh người nối người không dứt khắp nơi nơi đã khơi lại sức mạnh tinh thần của người dân, làm sống lại những giá trị nhân văn tốt đẹp và thổi lên một niềm hy vọng chấn hưng văn hóa trong xã hội chúng ta. Việc người dân kiên nhẫn đứng xếp hàng thành kính tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp không theo lời hô hào của ai cả, mà theo mệnh lệnh của tấm lòng, của trái tim mình. Đặc biệt ở đây, lớp trẻ đã chứng tỏ họ biết sống đẹp, sống tốt khi có một chuẩn mực để làm theo, một tấm gương để noi theo. Không chỉ là cái việc mà đi vào dự cái lễ tang của Đại tướng, mùa lành đến rồi thì sẽ có một cái chương trình áo ấm của Đại tướng. Như vậy á, cái chương trình áo ấm Đại tướng chúng tôi sẽ quyên góp tiền để máy mới và cũng quyên góp áo ấm cũ để tặng cho trẻ em nghèo. Ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lớp trẻ nhận ra không chỉ một vị anh hùng lẫy lừng với những chiến công, mà là một biểu tượng của những gì tốt đẹp, đáng trân trọng nhất của dân tộc Việt Nam. Đó là biểu tượng của ý chí độc lập tự do, của nghị lực và trí tuệ sáng tạo của dân tộc. Biểu tượng của một người sống và chiến đấu vì dân, vì nước. Và những chiến công to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc sẽ sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và